là cái cảm thì hôm nay Tuấn ơi quay một thử thách đó là makeup, tại vì là đó giờ mình chưa bao giờ makeup hết trơn á. Chưa bao giờ makeup kiểu này kiểu đậm giống vậy hết trơn á, nên là Tuấn có mời thêm một giờ nhân vật nữa, đó chính là Ti. Để sao cùng Tuấn giả lộ có nhiều kinh nghiệm nên là mình sẽ cùng nhau giả lộ cho mọi người. Tụi mình sẽ makeup cái kiểu như là mọi người makeup rất là đậm, nhưng mà cái kiểu này Tuấn lại đặt cho là cái Tuấn đặt cho kiểu makeup này đó là size top top năm hoa hậu Hoàng Vũ. Là chưa có makeup cái này rồi nhưng mà chưa để râu, còn Tuấn để râu nhưng mà chưa mới được đúng rồi, nên là cái này gọi là thử thách đúng không? Tuấn đưa cái phần makeup này chỉ nghĩ là kiểu như Việt Nam chưa có ai làm đúng không bà? Bên Mỹ bên này nọ rất là nhiều rồi, rất là nhiều luôn. Đúng rồi, buồn đúng rồi. Tôi nghĩ bà là một cái nhân tố mà gì đó nó rất là bí ẩn. Vậy là từ sau clip này nó lên makeup ngoài luôn. Một viên ngọc sắp tỏa sáng và tỏa sáng hôm nay luôn nè. Trời ơi, thôi bà má nó có clip này cho tôi muốn được chơi. Các bạn biết viên ngọc nó tỏa sáng ra nữa coi hết video nha. Thật sự. Ủa sao bà có cái gương hả? Cái này dành cho xe lấy luôn tụi nguyên anh. Ai mà không đẹp á mọi người, mình cứ đi với cái soi, mình nghĩ mình có kiếm mà mình không cầu rồi. Mình không có thôi mặt mình luôn. Mình nghĩ nó đẹp là được. Ok, tụi mình sẽ dùng kem lót ha. Thì rất là hào hứng muốn coi Tuấn makeup luôn mọi người. Đó giờ làm nó đang là lưu trình mẫu không à. Bữa nay mình làm mẫu nè mọi người. Ok, bây giờ Ti với Tuấn sẽ học phần này ha. Thì trong lúc hoàn thành hai tụi mình sẽ trả lời Q&A. Nó câu này kiểu như mới vừa đề ba. Tại sao hai anh biết nhau? Nói chung là biết nhau 5-6 năm trước qua một người bạn. Thì lần đó là kiểu lần đầu tiên gặp mặt nhau là hai đứa nói thân mà thân lắm không mày nhớ không? Nói hết chuyến bay luôn. Đúng rồi. Ờ, lần đó là mình đi Hà Nội, Sapa. Ti là kiểu chắc cánh những ước mơ giả lộ. Đúng rồi, khách mời nào bê đê qua kênh Ti cũng được. Đúng rồi, không phải đồng ý Ti là không, tập 1 là rất giả, tập 2 đi ra đường chứ. Bán tài quá là má chuẩn bị tới đâu nè. Ti và Tuấn chơi với nhau được bao lâu? Nửa hoài vậy má. Con này khác hả? Con này khác hả? Khác nấu. Không, từ từ mình nhá hàng cái đi. Là Ti với Tuấn là chơi với nhau từ rất lâu rồi. Mới chơi lại nhau đây nhiêu ta? 3 ngày. Đúng rồi, cái lần đó là kiểu Ti xích mích tình cảm với bạn Gen. Cái hồi qua Tuấn với Sen chơi. Tuấn nhìn chơi như tổ. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn có bồ chưa? Em mê anh Tuấn quá. Em cũng tên Tuấn. Em nguyện lên on top để cua anh. Là sao? Có được cái lời. Theo là Ti sẽ sử dụng concealer. Cho bạn chưa biết thì điểm chung hai tụi mình đó. Cả hai đều làm nghề makeup. Hai đều là BD. Còn điểm chung nữa mà. BD điểm nhỏ. Còn điểm chung đấy chắc giữa video của mình. Câu hỏi tiếp theo. Nhiều người hỏi Ti lắm rồi mà Ti chưa được nghe câu trả lời của Tuấn. Đó là anh có định chuyển giới không? Ghê quá không ơi. Người ta nhỏ nhỏ, người ta ôm người ta còn có ý định, biết không? Còn mới giống bèo, nghĩ sao người có một hồ bằng cái túi lạnh đấy nó rồi. Con chuyện giới của ai đâu không? Là Ti với Tuấn vẫn đang hài lòng với những gì? Chỉ như vậy hiện tại, hài lòng với hiện tại được rồi. Nói gì tương lai đến sẽ đến. Ấn tượng đầu tiên của Ti hả, đập Tuấn là kiểu Tuấn là người bắt chúng đại mọi người. Kiểu nói cái gì cũng hợp á. Thấy Ti nghĩ giỏi. Ủa bà biết chưa ta? Lần đầu tiên tôi gặp Tuấn là đi bar với Tuấn luôn. Lúc là Tuấn không biết nhảy, không biết uống gì luôn. Cái hồi vô, tôi đi bar, Tuấn thấy tôi đứng tôi nhúng nhẹ nhẹ nè. Tuấn kêu tôi bị khùng bà. What the hell? Tuấn nói với các bạn cái bên cho tôi bị khùng, tôi nhìn nó giống khùng luôn. Nhảy quá. Nhảy khùng quá. Cái hồi mọi người biết sao? Cho Tuấn uống một hai ly vô, Tuấn phá banh cái nhúng chuột người ta luôn. Phá banh cái nhúng chuột. Vô toilet nam hay nhảy nhúng ói. Tôi đến hồi bất tỉnh luôn. Còn hơn rồi đúng không? Đó là lần đầu tiên bà uống rượu đúng không? Đúng rồi. Đúng nhảy đúng không? Hai người có bao giờ cảm thấy ganh nhau vì cùng làm makeup không? Không. Hai đứa cùng làm nhưng mà kiểu hai đứa có hai cái hướng đi riêng á. Yêu không có ganh tị, không có cảm thấy ganh tị bạn. Lúc câu nào nó hay nè bé hơi mình phủ phấn thì trả lời câu hỏi. Bây giờ tôi phủ phấn. Nếu thế giới nhiễm corona, nếu chỉ còn hai loại vaccine chữa, một dành cho Tuấn hoặc Ti. Trời, bà đã còn một vậy? Còn một sẽ dành cho ai? Tôi biết làm nếu mà sống tôi bà cũng chỉ cũng làm cái việc gì đâu. Dùng là vaccine chết chung. Không, má tôi nghĩ đứa một lọ.
Ủa đúng không? Là hỏi gì hỏi gì dài hết. Bạn đúng không? Nhưng mà cái lúc thế giới còn có tôi bà. Thì kệ đi má, bị sao thôi uống đi má là tính tí. Tôi bà làm được gì? Bà muốn đúng không? Không, má, tôi má, muốn tôi dục luôn. Tôi dục luôn, tôi sẽ cho chết từ từ. Rồi má đi đây con. Tại vì tôi không uống. Nhưng mà tôi không sống được cái cảnh mà kiểu cô đơn mà. Đây đưa hai đoạn uống luôn má. Hai người có gì định gì trong năm nay? Tôi nghĩ là Ti sẽ ra được nhiều video và tôi nghĩ Tuấn cũng vậy. Và tôi hy vọng rằng Tuấn sẽ đoạt được nút bạc trong năm nay. Rồi, tôi muốn chắc chắn hả? Chắc chắn nhanh nhất là trong giữa năm nay. Chậm dí mong là điểm thôi. Không nói được. Đúng rồi. Tiếp theo chương mày hả bé? Tới phần chương mày. Ti với Tuấn thử nhận xét về phong cách makeup của nhau. Tôi nghĩ là cái phần makeup của Tuấn nó rất là chuộng với lại những cô dâu này ở Việt Nam. Đúng rồi. Đường châu Á. Đúng rồi, châu Á. Rất là hợp luôn. Còn Ti kiểu Ti theo cái hướng đúng kiểu rồi. Nó tay á. Tay hơn. Đúng rồi. Kiểu Tây á. Nên là hai phong cách hai đứa kiểu nó rất là khác nhau chỗ đó. Nhưng mà Tuấn kiểu phong cách Tuấn nó an toàn ở Việt Nam. Đúng rồi. Còn kiểu Ti là kiểu biết thêm để chơi thôi, học chơi kinh nghiệm thôi á. Bà thường làm makeup á, bà cái phần nào mà khiến bà tập trung nhiều nhất? Tôi là chân mày với kẻ mắt á. Kiểu tôi đứng thở mà. Không, eyeliner tôi dễ nhanh lắm, bình thường. Sao hay vậy? Ờ, còn tôi phải tập trung nhất thôi. Tôi nghĩ là đánh màu mắt rồi. Màu mắt hả? Đúng. Còn tôi là đánh, tôi ngược lại bà. Hai anh có bao giờ ghét nhau chưa? Kiểu như giọng hiểu lầm ha. Cái đó giận nhau. Giận nhau, có phải ghét hả? Kiểu giận á. Kiểu giận á. Giận á. Giận á. Cái không nói chuyện nhau nữa. Không giận cái hồi nói chuyện lại. Ừ quá. Tôi nghĩ đó là ai á. Không ai tôi tưởng. Tôi nghĩ đó là bé Tuấn. Gì? Tôi nghĩ là bé Tuấn. À bé Tuấn là? Bé Tuấn 16 tuổi, bé đó. Bé bị yêu. Nói chung là hai tụi mình kiểu không có ghét mà kiểu hiểu lầm nhau ha. Hai đứa không có cơ hội ngồi lại nói chuyện nhau á. Cái hên chơi được với Sen nè, cái hai đứa kiểu ghét Sen luôn. Cái bên ngoài tôi sắc quá nè. Ôi đẹp bé. Sắc có dưới hả tôi, đó vui rồi dễ gì lắm. Các bạn coi không được tua nhanh nha, coi phải coi từ từ nha. Coi tụi mình biến hóa từ từ. Để là tuổi học trò của hai anh. Cái gì vậy? Buồn hả bà? Xô buồn. Mấy cái đứa mà bạn cùng trang lứa, cùng số tuổi á thì không có chọc mình nhiều tại vì nó tướng sẽ chửi lại. Lại nó không chọc mình nhiều. Tướng là tàn là bị biết không? Mấy cái người lớp lớn á, đó tàn lại chọc không à. Đúng rồi, tôi cũng bị vậy, kiểu như ý là sao ta tôi đúng mới gọi là không biết gọi là kỳ thị không, tại vì cái đó không có gọi đó ai con bd kỳ hay là cái gì hết. Trời mà má, không có kêu nó vậy mà là ý là chỉ là chọc mình thôi, là chỉ à lâu lâu tôi lại cái chọc mình đó. Đúng rồi đó, ở giờ bò giống tôi đúng rồi, khiêu đẩy cái người xong người tướng đẩy lại thôi, kiểu như vậy. đẩy kiểu tôi cũng hô vừa mọi người, hồi xưa đi học cũng hay người ta giỡn tên mình giỡn lại vậy chứ mình không có kiểu là đứng nghiêng nó cho người ta chọc mình. Chắc tôi nghĩ tụi nó biết Ti á, tại vì hồi đó Ti hay nhảy dây á, gái chưa nghĩ. Ừ, cái bị chọc. Không có đâu má, nhìn chung mới biết BD liền, tôi nhảy dây đâu má. Đâu phải nhảy dây nhiều BD đâu má. Tôi nhìn chung là biết liền. Cực thích hai anh luôn. Mong có dịp được gặp hai anh ngoài đời. Love. Ôi đẹp quá, chân mày mà bén lên đẹp quá. Chân đánh mắt bén. Chân mày bén lên đẹp quá. Ê, tôi nghĩ là mày muốn có nguyên đám tụi mình á, kiểu làm tổ chức cái gì vui vui á, cái họp lại nguyên đám ngồi gặp mấy bạn subscriber á, dễ thương. Tâm thứ khùng điên nhất mà nhóm Ti cùng làm. Khùng điên là tụi mình đi nhậu tính 5-6 giờ sáng mới về đó. Cái đó không phải khùng điên, nó là một tuổi trẻ bà. Tụi mình không có cái gì khùng điên á. Đừng có liếc tao qua một môi gì đi xem ăn rồi đừng có. Tao kể cơ mà. Nhóm mình mà. Sợ quá rồi, đánh mắt lên rồi nè, bắt đầu mắt chứ bắt đầu nói chuyện đổi rồi đó. Mắt bà bị gì? Ê, tôi quên nén len rồi. Không gì là makeup phải không đen. Kiểu cái phần makeup này là dùng 3 màu lì mọi người. Một lớp nâu nhẹ, cái lớp nâu đậm hơn, lớp kêu là lớp đen đúng không? Ừ. Đó giờ bà kiểu, bà có tự makeup cho bà chưa? Thì không, kiểu mà vẽ mắt, đánh mắt này nọ. Chưa. Làm nó lâu, tôi làm cho học viên á, không có mẫu á, tôi làm học viên là nhưng mà là giống như là một bước như là vẽ cái liner để cho nó cái cách coi, để cho học viên tôi coi cách liner xong rồi tôi bôi liền. Cái là xong, hoặc là cách bấm mì, bấm cái mì thông đó cho coi liền, hoặc là gắn cái mì giả đó, thì tôi gắn cái mì giả xong tôi tháo ra chứ không phải là tôi đánh hết đủ bước hết trên mặt mình một lần nữa không. Nên không biết cái mặt mình ra sao nữa bé. Ôi đẹp quá. Nhìn kìa. Nhìn vô. Cái phần makeup này như đi cũng chưa có bao giờ thực hiện mà. Ý là không thích mấy kiểu mà lì lì đúng không? Ừ, tôi thích có nhũ. Thích một ít nhũ đúng không? Đã là một chuyên gia makeup, ngoài đam mê cần có tố chất gì quan trọng nữa. Tôi nghĩ là cái cá tính riêng của mỗi người hiểu không? Đúng rồi, kiểu mỗi người có một cái phong cách chơi phải chơi cho tới.
Mắt thì khô rồi xem. Không có giờ luôn. Đây giống một con đà, giống con đà không? Giống đổ bạch đà mà nó sắp lên. Tiếp theo là chắc Ti sẽ cho cái kiểu Ti sẽ cho gel màu đen lên á. Tính tiếp theo tôi sẽ diễn mí. Mà diễn mí luôn hả? Diễn mí. Anh thấy Sen là người như thế nào? Xấu. Ghê quá, giống ma quỷ. Những bạn nào mà nó gì anh lộ thì cứ liên hệ Ti với mình. Ti chấp cánh những lúc đúng rồi đó. Ai mà chưa dám á, kiểu mà ai chưa dám. Chưa dám làm á không? Ê, mà nhìn mắt tôi với giống như đeo cái kiến mắt mèo của cái ông kiến nó sắp lên gì đó. Giờ tôi vẽ cái gọng luôn vậy nè. Đông quá. Nhìn mà ghê. Xin về nha mọi người ơi. Ma quỷ, ma quỷ. Ngủ ngon nha. Tại sao hai tụi anh làm thử thách với lại ăn ở đám đông mà không bị ngại? Tuấn ngại mà. Biết sao tụi mình không ngại không? Tại tụi mình có bạn á. Đúng rồi. Nếu mà là một mình tôi nghĩ là tôi với ba không biết làm không? Đúng rồi, đúng rồi. Cũng đỡ ngại rất là nhiều luôn chứ tôi cái thử thách mà tôi ngồi xe máy tôi vẫn cảm thấy tôi rất là ngại bà. Dạ. Ừ, cái ngồi xe máy. Tại không một mình luôn. Không một mình bị khớp á. Hôm bữa là tôi cũng là tôi ngại lắm cái luôn á hiểu không? Nhưng mà là tại vì vừa đi vừa nói chuyện á với mình. Ừ, với lại quên á. Cái mình bị quên luôn. Đó thì anh có điểm chung là gì? Bị đề làm nghề makeup mọi người. Hình như là bà kiểu đam mê đúng không? Đúng. Còn makeup đối với tôi là một cái gì đó rất là ngẫu nhiên á. Lúc là tôi không nghĩ tôi sẽ làm makeup á. Makeup đầu tiên của tôi là nó cũng ngẫu nhiên luôn. Là tôi chỉ nghĩ tôi làm mấy cái thời trang thôi. Thế sau đó tôi bị chán á, tôi không làm được, tôi không học. Tôi là đầu tiên tôi học makeup bên sinh. À đúng rồi. Đó là Ti đã từng học makeup ở Tuấn. Tại vì trước đó là Ti học makeup bên sinh. Nhưng mà Ti khi mà Ti về tôi về Việt Nam tôi vẫn muốn tìm hiểu cái phong cách makeup Việt Nam là cái gì á. Tôi học thử với bà, tôi chọn với bà. Thì Ti học Tuấn tầm 2 tuần. Hai tuần kiểu như Ti nắm được kiểu căn bản rồi đó. Tuấn là một người kiểu như là phải gọi là thầy của Ti đúng không? Không bé. Thầy còn gì nữa bà? Cái bà gì? Ta? Thầy không phải chia sẻ tôi học bà mà thầy chỉ là mỏng tam vậy trời ơi không có gắn gì chưa Ti sao mà gắn cái mi gì mỏng quá vậy Ti mỏng lét mọi người mỏng lét mày mày có rồi lạnh luôn hai anh từng áp lực về chị nhất tôi hả tôi chắc áp lực gia đình đó bạn tôi sợ đó tôi sợ ba mẹ tôi biết đó nhưng mà càng ngày tôi để theo hướng tự nhiên á đúng rồi. Không hồi xưa thôi tôi bị áp lực kiểu giới tính hồi xưa á không tôi nghĩ là kiểu bd tụi mình mà kiểu giống nhau hết á giống nhau hết kiểu rất là bị áp lực luôn á kiểu rồi. Đi đâu cũng che giấu bd hồi đó là một cái gì nó rất là xấu xa đúng rồi đúng rồi nó là một cái gì đó mà nhiều người ghét luôn á cho nên rất là bị áp lực chuyện đó còn kiểu càng ngày xã hội càng thoáng á cho nên là cảm thấy bình thường tại sao nhóm bạn đặt là được thích cái này các bạn hỏi Sen chứ Ti cũng không biết là gì không biết luôn không biết không biết cái gì thì nọ là gì không Sen không biết luôn Ti biết là làm cái gì không biết đấy Ti hay sẽ tạo khối luôn thường tôi sẽ tạo khối trước sau đó tôi mới đánh số mũi sau thì tại vì cái mắt này nó rất là chặt chém cho nên là Ti muốn cái phần khối Ti phải nó chặt theo luôn ê bà hồi bà có hay làm chích mũi không tôi sẽ chặt nó ngang như này không tôi thường hay làm đánh này ra tôi hôm nay làm cho khách á phải đánh chút xíu nào để cho môi nó bự ra đúng rồi bự ra cách để giải tỏa mỗi khi stress Tuấn hay xà đạp ca hay hát á hay hát nó mọi người giống như Sen vậy mọi người hát rất là ghê nhưng mà hay hát lắm hay hát khùng hát điên hát hoài luôn cái xong rồi Tuấn hay nghe nhạc rồi với mà tôi nghĩ là bà tôi thấy bà nghe nhạc nam rất là nhiều đúng rồi tôi thấy bà hình như là bà nào Việt Nam cũng đúng rồi đó. Hay xem YouTube vị trí cũng ít xem phim lắm tại mà xem YouTube không à Ti cũng vậy, kiểu giải stress là Ti lên Ti coi mấy cái YouTube Ti coi tùm lum la, ăn nè, du lịch nè, mấy cúp tùm lum tùm la. Đúng rồi đó, tùm lum gì đó. Theo Ti với Tuấn sẽ đánh má không? Ôi trời, đó gì chui vậy lạnh. Khói má. Cái gì vậy? Cái má tôi nghĩ là lạnh. Nuốt của tôi phấn lắm mọi người. Nó mới nhỏ chứ là trong, đánh không gì vậy? Trong đám bạn Ti và Tuấn thân nhất là ai? Tuấn là Ti nghĩ gì về việc nếu thế giới này không có LGBT Ti nghĩ rất sẽ rất là buồn. Đúng rồi. Buồn lắm luôn á. Nghĩa là nó cũng không có nghệ thuật luôn. Không mệt. Tại vì Ti thấy là hầu hết những người kiểu gay LGBT đúng rồi. Có một cái năng khiếu về mặt thẩm mỹ đó rất là cao. Đúng rồi, với lại đi thường thường Ti nghe đám bạn hay là những bánh bèo nói á trong đám bạn phải có một đứa ít nhất một đứa là BD đúng rồi tại vì nó giữ câu chuyện á đúng rồi kiểu câu chuyện bị gắt ngang thì nó sẽ chọt cái miệng như nó nói để dựng nghe dẫn á nếu không có LGBT sẽ một cái gì đó rất là thiếu sót rất là lớn luôn á nó làm của thế giới rất là đẻ nhạt đẻ nhạt đó mà trong lúc này là sẽ có mấy mấy bạn nam sẽ vô chửi chắc chắn luôn chui lại á trời ghê chưa cho nên các bạn nào xem video này các bạn yêu BD tụi mình hơn nha tụi mình cũng là con người bình thường như hơi khủng siêu đi tại mình tụi mình đi nó khác mà nhìn anh Tuấn giống tướng bán vàng quá nè
bán vàng hay gì? Bán vàng hay gì? Bán vàng gì mà? Là dầu sen, tính dầu của bà. Tôi bán vàng không biết. Tôi bán vàng là gì chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe người ta nói luôn mà. Ờ cái này tôi muốn dành mắt cúp nhẹ ra tôi riêu chà chiêu chà chiêu không gì sẵn có bến thành cũng riêu đi. Tôi nghĩ là bạn nào mà kiểu là không thích dữ nha, không thích dữ thì chọn tông của tướng. Bạn nào mà thích nhạt nhạt đó, hiền hiền á, xích á thì chọn mắt của ti. Đúng rồi. Thời đi học tôi với bà có đánh nhau nào chưa? Ủa là trong chung rồi mà đánh nhau nào lên không ấy là mà hồi đi học không phải hai tụi mình đánh nhau mà là kiểu có đánh nhau với ai chưa? Ờ sao ta chưa tấn tàn rồi đó. Giờ hồi tôi đi học ta không chịu đánh giỡn hay là đánh quậy á, quậy giỡn thì có nhưng mà đánh thiệt thì tính chưa. Mà tàn là hồi xưa đi học mới tính chỉ bị bắt lên trường á là tội mặc sai đồng phục thôi. Còn tôi là hồi trước tôi học ở trên đây lớp tính lớp 1, lớp 6, cái lớp 7 bị chuyển gì quê. Là lúc đó vừa chuyển về quê là bị ăn hiếp á bạn. Bị nguyên một lớp xua đuổi qua ăn hiếp mày nọ. Cái hồi lên lớp 8, thế tôi đi quýnh lộn luôn. Cái hồi lên lớp 8, thế tôi đi quýnh lộn luôn. Dạ, mà tao là sao bé? Lớp 7 là bị nguyên đám gái kiểu rằng là ăn hiếp. Đúng kiểu rồi. Này nọ, thì ở dưới chỗ khác lên á. Cái hồi lớp 8 kiểu thân thân cái lớp lớp 9 lên kéo nguyên đám đi quýnh lộn tao, quýnh tao luôn. Xài nguyên mà. Hai anh có chia sẻ gì về chuyện về việc làm YouTube không? Trước khi em bắt đầu cái kênh YouTube em phải đặt ra cái định hướng. Đúng rồi. Kiểu như là phải nói mình làm cái gì, hướng như vậy đúng không? Mình làm về cái gì, phải có mình định hướng cho mình được coi là mình tạo cái kênh đó về chủ đề gì. Và có phải cái đó phải thật sự cái đam mê của em không? Đúng rồi. Phải là hợp mình với hợp với mình á. Ừ, như thứ hai là phải là cái là con người thiệt của đúng mình đúng hay cái cách của mình luôn. Đúng rồi, bạn tạo kênh YouTube là đúng cái bà luôn. Đúng rồi, đó là sao là ở ngoài sao. Cho nên bà nhớ lúc mà bà hỏi, ủa bà nói nhanh nhanh này nọ, tôi nói là đúng cái tính cách của bà. Đó, như là kiểu là nếu mà mình làm một ai khác hơn, mình cố làm một ai khác đó, thì không bao giờ được hết. Nó một ngày một ngày hai thôi. Ừ. Nhưng mà lâu dài không có được vậy, hiểu không? Mình cứ làm đúng cái tính cách mình là được. Thì thường đi mình đi chàng chiều mình đánh cho cái môi mình nó tái tái á. Thì nó sẽ rất là thu hút. Tớ nghĩ là thường mình trang điểm mình chỉ nhấn vào một điểm trên gương mặt mình thôi đó. Cho nên mình nhấn con mắt rồi mình làm cái môi mình kiểu nó nhạt lại. Nhạt. Chứ tôi cũng sợ trang điểm đậm lắm. Mình mấy cái tông này, tông tớp mà mọi người tớp mà tớp tớp 5 hậu Hoàng Vũ đó mọi người. Hoặc là tớp 2 hậu Hoàng Vũ đó, tớp 2 hậu Việt Nam đó, nên là nhẹ thôi. Tiếp theo Ti với Tuấn sẽ đánh sau. Kiểu Ti Tuấn là mắt đậm rồi đó, cho nên là Ti nghĩ là trong cái phần makeup mình chỉ cần nhấn một cái thôi ha. Đúng rồi. Mình nhấn đôi mắt thì mình sẽ cho cái môi mình trở lại cái trạng thái mà nó tự nhiên nhất có thể. Không tự nhiên luôn. Nó nhạt nhất có thể đi. Đúng màu đặc biệt chưa? Trời ơi, là ai vậy trời? Sao mà không tụi mình xong không? Thật ra con mấy mấy gì con lại bóng. Trời ơi, mấy lô tô được á. Mày ghét tụi tôi đấy, mày lụng khọt luôn. Mấy dế bé. Ừ, xong rồi đó, rồi sao râu đúng không? Ờ, râu hả? Đúng rồi. Mày dễ râu hả? Đúng rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ dễ râu. Tôi dễ sao mà tôi hơi khó nè. Tôi dễ sao? Tôi lấy cây chải cho em chị nãy nữa. À, bà có râu, bà chải nó đậm thêm, tôi không có là tôi dễ sao bà? Tôi nghĩ cái bước râu nó khó bà. Thường là râu của tướng mà là mọc nhanh lắm luôn. Một, ví dụ là mình ngủ đêm đến sáng là nó hơi rồi đó, xong rồi tại cơ địa đó à. Đúng rồi, bị thói quen đó nên là tuấn cạo. Nếu không cạo thì chắc nó hành cái gừng. Nhớ thiệt lô á Ti. Ê Ti, tô bánh màu xanh tôi đỏ. Tôi học cái màu xanh. Ở đâu ra vậy? Tôi tập có màu xanh hay đồ mẹ. Ở đâu vậy? Đánh bài. Ê đúng rồi, bạn thấy cái bài đúng rồi đó. Nhưng mà bạn cho nhẹ xíu được. Biết rồi, bây giờ tôi đang học lên đó nè. Xong rồi đó. Rồi bây giờ tôi đã xong rồi thì bây giờ tụi mình chuẩn bị chải tóc lại đó. Chải tóc, tuy chải tóc xước lên đúng như một tướng luôn. Đó còn mình thay bộ đồ để chúng mình chụp thumbnail cho đẹp nha mọi người. Hello mọi người, thì cái phần makeup tụi mình bây giờ đã xong rồi đó mọi người. Thì mọi người có thấy giống không? Giống không mọi người? Ừ, là giống. Giống ha. Và phải nghiêng mặt nó chứ nào, nghiêng mặt đó, đó, giống bé. Thì ok, tụi mình đã vừa hoàn thành xong phần makeup hôm nay. Thì đây là lần đầu tiên của hai đứa, nói chung là Ti makeup như vậy rồi mà Ti chưa bao giờ mà Ti để đâu hết. Cho nên còn đúng là để đâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ makeup như vậy hết.
đây là phong cách top nè mọi người. Thì mốt á, mọi người mà muốn makeup kiểu này, mọi người thì cứ nói là cái makeup là top 5 wow Hoàng Vũ. Thôi là top 2 wow Việt Nam là tính với tiền biết makeup nha mọi người. Nói cái size thôi là biết mấy cái size như thế nào liền. Đúng rồi, mình phải có cái gì đó đặc biệt như là hoa hậu, mọi người để râu là mọi người đậu luôn á. Hờ hè nha. Tôi là hờ hè nha. Tôi là 1, 2 Việt Nam. No God. Ấy bây giờ còn ghê hơn nữa nè. Thêm cái chuông. Cái gì vậy bà? Bà này có những cái động quá. Cái son rồi mà. Cái son rồi mọi. Không chút xíu mình tập nail. Cài cái chút nè. Mọi người ơi, nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tuấn và của Ti nha mọi người. Mọi người hãy quên, hãy nhấn vào cái chuông đó. Ở đâu đây nè? Ở đâu đây nè? Cái chuông gần ở đây nè, đó, nhấn vào cái chuông để đăng ký đúng những rồi. Cái mà mọi người nhấn chuông thì khi mà Tuấn ra những cái video mới sẽ thông báo cho mọi người. Mọi người nhớ nhấn chuông nha. Nha mọi người, và các trang mạng xã hội khác của Tuấn với Ti sẽ để ngay chỗ này. Mong là mọi người yêu thích, và mọi người trong tập tiếp theo mọi người muốn Tuấn làm thử thách gì hoặc là muốn Ti làm thử thách gì, mọi người hãy cứ comment cho Tuấn biết nha. Bye 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 bye. Tôi bà cầm son hay gì? Bà đi thôi, chắc bà muốn chung diễn đỉ ha. Nhìn tôi giống mấy sư tử vậy.